Xin chào tất cả các bạn. Hôm qua mình làm giá các bạn. Hôm qua mình làm cách đây 2-3 ngày rồi. Bữa nay giá mình ngâm xong mình gieo. Bữa nay mình mở ra nha các bạn. Coi các bạn cùng coi với mình nha. Giá mình lên rồi nè, cách đây chắc cỡ 3 đêm rồi đó. Lên thấy ghê. Hôm qua mình không có nhà các bạn, mình không có thăm trình nó được. Thấy nó cao ngào nghiêu luôn nè các bạn. Cái này mình lót cái rổ nè. Các bạn thấy giá ngon ghê chưa? Mình không có thăm trình á nên nó hơi cao nè các bạn, này hơi lố lố ngày á. Giá nó hơi cao nè các bạn. Ra rễ ngon ghê không các bạn. Rễ này mình ăn cũng được luôn nè các bạn. Thì mình lót ở dưới đây là cái rổ nha. Cái rổ nó thoát nước được. Rễ ăn được luôn á, mình khỏi cần cắt luôn nha các bạn. Mình đổ giá nhà ăn cho nó an toàn các bạn ơi. Lên đều lắm luôn á các bạn. Cái này không còn một hạt đậu hậu xanh luôn á, lên đều thấy sợ luôn á. Đây rất là ngon mà nó hơi hơi ốm nha các bạn, tại mình để nó hơi cao quá nè, để dài dài luôn. Cái năm hơn 5 phân luôn á. Qua mình không có nhà nên mình không có thăm nó được á, để nó dài quá trời nên cái cọng nó không có được mập đó các bạn. Đó, rễ nó ăn ở dưới luôn nè các bạn, nó hút được nước á. Nước á mình để ở dưới cái thao nè, nó lóng dưới cái thao nè các bạn. Cách của làm mình làm rất là dễ luôn á. Đây, quá trời ngon luôn. Như đây chắc được cả ký giá mà. Không thèm ra luôn. Ngon thấy sợ. Cái này vũ vũ ra nha các bạn. Xong rồi cái mình để tủ lạnh đó. Mình ăn dần, đừng rửa nha. Để tủ lạnh mình ăn dần. Mình rửa nó sẽ bị hư, ăn tới đâu mình rửa tới đó nha các bạn. Đây, thao của mình. Đây, dài. Cái này nó hơi dài nè, muốn ra lá luôn rồi nè các bạn. Rất là nhiều. Nồi luôn nè, nó lên có cái cao cái thấp nữa nè các bạn, nhưng mà nó lên rất là đều, không có hột nào không lên luôn á. Mình làm cách đây 2-3 bữa rồi, 2-3 bữa rồi các bạn. Mình nhìn thì kỹ không còn một hạt luôn, thấy không, nó lên không còn một hạt luôn. Cái này là giá sạch đó các bạn, ăn ăn rất là ngọt. Để mình ăn ra ha, rất là ngọt luôn. Đây, đây là hành quả của mình, làm được một đống giá.